Con cảm nhận các giới mà Đức Phật chế định sau khi thực hành thì kết quả rất là được an lạc. Nhưng mà trước và trong khi thực hành bản thân con cảm thấy khó chịu. Rồi. Ví dụ giới không ăn trái giờ, mỗi ngày ăn một bữa, ăn rồi không ăn nữa thì con có thực hành. Tuy nhiên, nhiều khi con cảm bệnh sốt thì uống thuốc buổi chiều mà không ăn gì cũng khó, nên con phải ăn những buổi đó. Xin sư Hoa Nghị chỉ như vậy có phạm giới không? Xin sư chỉ thêm rằng do con còn đi làm nên mỗi chiều con muốn dùng thêm sữa hoặc nước rau củ trái cây ép lọc với ít đường có được không? Sư nhắc cho quý vị nhớ dùm một chuyện, là cái chuyện thọ bát quan trai giới là chỉ thọ vào những ngày quý vị không có đi làm, nghỉ làm. Thì khi đó mình mới tính đến cái chuyện thọ giới. Còn mình vẫn đi làm bình thường nha, thậm chí vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường. Thì á, cái chuyện mình giữ giới đó là cái kiểu giữ giới của những cái người chăn bò. Nó không phải là kiểu giữ giới mà Thế Tôn đề nghị. Cho nên á, sư nói thẳng là cái ngày nào quý vị nghỉ làm thì hẳn thực hành bát quan trai giới cho nó đầy đủ, để tránh những cái lo lắng như thế này. Ha. Quý vị còn đi làm thì làm không được mấy chuyện đó. Còn khi mà bị bệnh á, nếu như đang thọ giới mà bị bệnh á, thì vẫn uống thuốc, vẫn ăn được. Nhưng mà nhớ khi ăn rồi là cái giới đó biến mất. Tức là mình không phạm giới để phải đọa các khổ cảnh thôi, nhưng mà mình cũng không được cái phước gì về cái giới đó cả. Ừ. Còn cái giới không nằm quá cao và xinh đẹp, có lỡ mua một chiếc giường đôi khá đẹp từ trước khi con học giới này rồi giờ bỏ cũng phí. Nếu quý vị thấy bỏ thì phí thì quý vị đi bố thí cúng dường đem cho ai khác. Mình không phải bỏ thì nó không có phí. Ừ. Muốn giữ giới mà vẫn muốn giữ lại những cái thứ để mình hưởng thụ thì nó gọi là nó gọi là nó trái khuấy. Ừ. Còn như sư nói, nếu như mà quý vị chỉ giữ giới vào những ngày đặc biệt khi không đi làm và có sự thực hành á, vui lòng xem lại cái giới bát quan mà sư đã có dạy. Ừ. Thì vào những ngày đó quý vị không cần phải sử dụng cái giường, còn ngày bình thường vẫn xài bình thường. Ừ. Giới không múa hát và thoa vật thơm. Có hỏi là những cái sản phẩm làm sạch cơ thể rất khó kiếm loại không có mùi hương. Thì trong trường hợp này đó là được phép. Cái quan trọng á, là mình khi sử dụng mình không có suy nghĩ là nó để cho cơ thể mình thơm là được. Rồi khi vô tình xuất hiện trong bối cảnh có múa hát đờn kèn thì giữ chánh niệm, và sư nói đi nói lại rồi, giữ bát quan trai giới là phải giữ vào những ngày mình không có đi làm, mình xong hết công chuyện. Ngày hôm đó đó là một ngày mình tu, tạm coi mình là ngày hôm đó mình xuất gia, chứ không phải mình vẫn đi làm bình thường, vẫn đi chơi bời bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường mà gọi đó là bát quan thì không phải. Vui lòng mà xem cái bài dạy của sư về bát quan trai giới để hiểu thêm.